rồi, chào Papi, chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình cũng trở lại cái vườn dừa của anh Tý nha các bạn. Từ nãy giờ ngồi nhà anh cũng chia sẻ nhiều mà, rồi cũng có khách ở Bạc Liêu, cái anh này là ở Bạc Liêu cũng đến tham quan nè các bạn. Từ sáng giờ cũng có khách nhiều tới tham quan cái vườn dừa ảnh về mua giống các bạn. Rồi cái anh này thì ở Bạc Liêu. Anh ở Bạc Liêu, anh ở ngay thành phố luôn hay là cái miếng đất đó anh ở huyện nào anh Giang? Ủa cái này là phải dùng cưa chứ mình dùng dao mình cắt không được anh Tý? Được nhưng mà nó khó hơn. Nay trở lại thấy cỏ rác thấy dạ. Giờ mà thấy sợ ha. Không mà cỏ rác vậy em thấy cái vườn nó mới xanh. Đâu đó tôi phải xịt. Tôi bỏ ở đây đó. Có cũng có nhiều. Ê, chặt ra cho ông hay sao? Chắc phải chặt hả? Chặt. Ê. Chặt em vài trái thôi anh ơi. Hả? Hai ba trái gì thôi. Đem em sao? Vài trái được. Hai ba trái. Hai ba trái thôi phải không? Dạ. Có nhiều người vô comment là hỏi em cái đất cát là có đồng được không Trí? Thôi, bây giờ tôi biếu ông cho về uống nước chứ. Cái một tiền bạc gì rồi mà ông bỡ vô cái bao hay gì đó tháng năm mười anh à. Rồi thì ông gọi gì ông gọi, còn không gọi cũng được, không có gì hết. Coi có chỗ nào đi. À, xung quanh vườn của Trí này cỏ lên hồi đặt trước là các bạn cũng anh chị cũng đã xem video là cũng thấy vườn sạch nè các bạn. Sau này ông trồng có khi nó không được như vậy nữa đâu, chứ không phải như vậy đâu. Tiền nó do cái đó, do mình. Tôi ra vườn tôi đốn bình thường phải không? Dạ. Nhưng mà do mình. Cái cỡ này là cái giống cây là nó đã bự rồi đó, chứ nó không, nó có trái nó không được như vậy đâu. Dạ. Em chào anh nha. Rồi, chào anh. Bây giờ tôi chỉ cho mày cái cây hổm vừa rồi mà quay phim đó, mà nay nó tàn nè, chứ nay nó tàn nè, đây nè, nó nè, nó không còn như trước nữa, thấy không? Là lý là nó bị nguyên nhân gì anh Tý? Không phải, tao lấy hai buồng vừa giống, ba buồng vừa giống đó, nó vậy đó. Với mà có người hỏi em là đất cát trồng được không, sẵn đây có anh chia sẻ. Cát cái cỡ nào nhưng mà không đơn giản nghe, coi chừng cát quá trồng không tốt, mình đâu có hiểu hết được. Mà cái dùng đất cái người đó hình như ở Ninh Thuận Bình Thuận á anh Tý. Ninh Thuận Bình Thuận có cái thằng mua dừa ở Cam Ranh nè, nó vô nè Cam Ranh là nó chưa tới Ninh Thuận Bình Thuận hay gì đó, là Cam Ranh vô, nó ở khí hậu đó rất là nắng, nó có vô tới đây nó lấy dừa về bán ở Cam Ranh á. Cam Ranh thì mấy trong Ninh Thuận Bình Thuận đấy chứ đâu. Ở Vũng Tàu đi ra khoảng 30 cái số gì nó nói. Thì nó lấy dừa về bán, nó cũng dự định lên dừa nó trồng, nó nói thì lên nó dùng tước phun đồ đó thì không rành cho lắm, nhưng mà cái đó tùy theo, mình đâu có xác định được. Tại vì hồi trước giờ mình không biết, mình trồng đất thịt. Mà giờ mình đảm bảo cho đất cát, làm sao mình đảm bảo không rành, nhưng mà để nói cái vị đó coi, nghe cái vị thế đó coi, nghe cái vùng đất đó đó, cây đất cát coi có cây dừa trồng chưa, chứ còn cái chỗ đó tôi thì không rành. Theo như anh Tý anh cũng chia sẻ với các bạn, mình làm cái video này mình là có dán cái số điện thoại của anh Tý vô cái phần mô tả, nếu mà các bạn mà muốn tham khảo hay tư vấn gì liên hệ trực tiếp với số điện thoại anh Tý các bạn. Với còn giá cả đó các bạn cũng liên hệ với anh Tý nha, chứ nếu mà ba Phi là chỉ người làm cái video thôi, chứ hỏi ba Phi không biết có người hỏi giá cả em cũng nhắm chừng nhiều khi bởi vậy. Có người cũng vẫn buồn tôi rồi, tới đây có buồn mà tôi từ chối. Buồn sao anh Tý? Từ chối là cái gì? Cái giống thứ nhất, cái giống mình không dặn trước. Thứ hai đó, rồi
nhiều khi hứa hẹn mà không đáp ứng được là vì cái chỗ mà một mình tôi không có khả năng, mà cái người thứ ba đó, cái người thứ hai đó là người người ta phối hợp mình không tốt, thành ra mình không thể nào mà đáp ứng được. Dạ. Thà rằng các vị buồn tôi ngay buổi ban đầu, không để 2-3 năm sau chồng cực khổ lên mà buồn tôi lúc đó còn buồn dữ nữa. Dạ. Thà là lúc đầu trực tiếp là buồn ngay lúc đầu. Thì cái vị ở Đồng Nai tôi không nhớ nói tên, thì vừa rồi vô bây giờ tôi không có đáp ứng được thì chắc cũng buồn thôi. Thôi cái gì cái, nói chung thì nếu mà có cơ hội tìm được cái mô hình khác thì cũng được thôi, chứ không có gì hết đó. Ủa mà sao thấy anh càng ngày càng phát triển, sao anh không như là mình gây cái giống mà mình cho càng nhiều thêm để mình đáp ứng nhu cầu không đủ hả? Nó đâu có theo cái lòng cái bản tính của mình được. Yeah. Bởi vì cây dừa để chừng 3 hoài thôi. Yeah. 2 hoài, 3 hoài không tốt nữa. Yeah. 2 hoài, 1 hoài thôi thì mình còn ăn cái trái ở trên. Còn ông để 3 hoài, 4 hoài rồi ở trên teo đọt luôn. Mà hả quýnh phân vô là nó thúi trái. Mình nghĩ đi, một cái dừa nước bán có 5-7 ngàn hoặc 8 ngàn, thời điểm này bán 8 ngàn chứ bao nhiêu. Nhưng mà trái dừa giống mình bán bây giờ 30 mấy ngàn đúng không? Dạ. Yeah. Tại sao không để giống? Ông để giống nhiều quá cái cây bây giờ nó teo đọt, xài không được. Mà hả quánh phân vô cho nó ăn thì trái dưới nó thúi. Thành ra từ cái chỗ đó mà ai mà không muốn mình ngon. Nhưng mà sự thật ra bây giờ cái giống nó là như vậy, cái quy luật nó là như vậy. Thành ra cuối cùng rồi để giống cái giới hạn thôi, chứ không thể nào mà để cái dừa ra để suốt một năm được. Cái dừa tơ không thể để được. Chứ giờ bán dừa giống ngon thế mồ mà không bán, mà đi bán dừa nước phải không? Dạ, tại sao mà không làm vậy, làm được không được? Có chỉ có trường hợp này nó hỏi em, có bên Hàn Quốc Đài Loan là hỏi có gửi bản này, mà bản hỏi bản trồng được, mà xứ sở bản làm sao mà biết được? Hàn Quốc tôi không biết, chứ Đài Loan cũng có đi rồi. Thì bởi vậy. Đài Loan qua chuối cao của mình á, ổi vẫn trồng bình thường, cái dừa vẫn trồng bình thường được. Nhưng mà đi qua cửa khẩu xét nó phạt mấy trăm đô một trái. Dạ. Không phải Việt Nam phạt mà bên Đài Loan phạt. Bên Đài Loan phạt. À, nhập vô nó đi cái cửa khẩu mà cái sân bay nào mà lớn mà khách đông, bữa đó nó bỏ qua, còn khách ít là về phạt. Tại vì tôi có đi qua Đài Loan rồi, tôi đi xuống tới nông thôn luôn đi chơi, tôi nói về cái dừa đó đem qua, đem cái chuối cao qua còn bị phạt. Cái chuối cao mình ăn nãy ngon á. À. Đem qua bị phạt, mà sau này là đem qua trồng được. Cái cây dừa mà thường thường bị bệnh đốm 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 bẹ, không đốm đốm đồng tiền đó, không để cây dừa tôi, cây dừa này không bị, mấy cây dừa kia có bị mà giờ không biết cây dừa nào nó cái bệnh đó khó trị, không có dễ trị, đưa thuốc vô hoài quá nó mà nó suy là nó bị nè. Thì rồi để tôi ngay thôi, nó suy là nó bị, mà nó khỏe thì nó không bị. Để tôi tìm coi cái đốm cái bệnh nấm đồng tiền ở cái cây dừa si á, thì nó thường gặp hơn cái dừa sung. Nó có một cái đồng tiền giống như đồng tiền, nó tròn tròn vậy nè, mà đưa vô là nó gãy bẹ, thúi bẹ. Ờ, cái bệnh đồng tiền mà nó là như vậy đó, đưa vô là nó gãy bẹ. Gì cái dừa sung thì nó không còn. Mô hình trồng dừa nước của anh là bơm lên ngập hết luôn. Mà vườn của anh thiệt mát vậy. Bây giờ xuống không còn thấy đâu ơi, nhưng mà cái dừa si nó gặp nhiều. Không phải vườn nào cũng có hả si là nó bị. Nó bị ở đây nè, nó bị như vậy nè. Nó bị mấy cái đốm nè. Alo nghe bảo. Rồi rồi, đợi chút xíu đi. Nó bị mấy cái đốm đốm ở bè nè, nó dễ gãi bè vậy đó. À với anh tí có ngượng như là hỏi cái cách mà cũng như mình xịt cái thuốc con đuông dừa là từ là cái thời gian nào anh tí? Xịt đó hả? À cái thuốc với cái anh một chút anh cho cái hiệu đuông luôn đây. Em chụp cái hình này cái.
Bữa hổm có người hỏi em là cái xịt đuông dừa là mua cái hiệu gì mà cái đó thì em đuông á là thuốc trừ sâu bình thường ha, trừ sâu bình thường nhiều, phải không? Nhiều loại lắm, cái bọ canh cứng đó. Dạ. Nhiều loại lắm nhưng mà xịt nó lưu dẫn không có dài đâu, để nếu mà con mùa hung á là nên rễ xịt be phu á, để vô tôi lấy cái gói này, tôi lấy cái gói này cho coi nè. Bước qua đây đi. Con súp bè. Không anh nói hiệu thôi, anh hỏi lấy gói tại em cái đó thì em biết. À, có gì em điện anh, còn như là có những người anh chị cũng như là không. Có số người. Không. Có số người người ta không hiểu đây nè. Đây là anh tí anh chia sẻ cái thuốc mà chị bỏ canh tính nha các bạn. Không, cái này là bùa hung. Đây nè. Cái nọ loại này là phu đa đăng ngày trước á. Ngày trước là phu. Còn ngày nay á, cái phu nó không có cho nào hoạt động nữa. Nguồn nước anh bơm vậy là nó đầy rồi mà anh chưa tắt máy nữa ha. Điện có nhiều đâu, cứ mùa nắng đốt đại lên bỏ đó chứ. À. Điện đâu mà lo mà sợ kệ đó. Bữa nay là vườn của anh là quá phát nên nay nó không còn thoáng giống như hồi trước nữa các bạn. Hôm nay mình quay không được cận cảnh giống như mấy cái vườn. Trời ơi, rác cả đống mà không có chăm sóc cái đó. Cái bồn này là anh chuẩn bị làm giống luôn hả anh Trí? Ừ, cái mà nó giống đó. Vậy là mỗi một cây anh đều lấy một buồng ra anh làm giống hết luôn. Hai buồng mà hổng cắt rồi đó, buồng này còn buồng đó, mấy cái này còn lại. Cái đợt sau thôi chứ bây giờ nè, để giống nữa nó trễ mùa phải không, là bây giờ còn số nó nằm, nó rất là ít, nó nằm lại thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ á, cái bệnh đó, thường thường mình lại mấy cái điểm thuốc đó mình mua bệnh giả sử như ba cái Didomin hoặc là tin super đó, tin đó thì trị cái phấn trắng đó, cái đốm đó, bệnh đốm trắng đó là phấn đó, là đa số nó bị là nấm trắng đó. Dừa nó có nhiêu đó thôi, nhưng mà dừa thì đừng có nên mà lúc đầu đừng nên quá làm hùng hổ nó cháy rễ, tại vì sao nó nhạy cảm, nó phát triển mau lắm mà mình không có nuôi dưỡng được nó mà cho nó ổn định thì nó cháy rễ thì nó hệ lụy xuống liền, cây dừa nó suy lại liền. Cái mà cái gói mà thường thường gói dưỡng rễ là cái gói có humid á, humid nó không có 3G nhưng mà nó ổn định là lý do nó dưỡng rễ thấy xài tốt hơn cái hô. Cái hô thì của hợp tí thấy vậy, nhưng mà nó có 3G trong đó nó phát triển. Bởi vì sao không có cần 3G 4G gì hết, miễn yêu cầu rễ nó mạnh là cây nó phát triển lên thôi. Còn cái phân mình điều hành nên sử dụng hồi nhỏ, nên sử dụng DB đi, đừng có sử dụng mấy cái thứ khác, DB nó mát hơn. Với anh có thể anh chia sẻ cái mô hình mà mình trồng dừa, mình xen bữa da xanh, hoặc người ta đã trồng bữa da xanh người ta muốn xen dừa má lai này, cái đó là nó có hiệu quả không anh Trí? Tại cũng có nhiều người hỏi em như vậy mà em. Nó thì nó hiệu quả nhưng mà nó rất là cực. Cực hả? Nó về cái nguyên lý nó cực là gì? Bây giờ đơn giản nè, bây giờ mấy ông thấy tôi ngồi là nước lên tới đây rồi nè, mà bưởi là không chấp nhận điều này. Dạ, bưởi nó. Đồng ý không? Thì bây giờ ông phải chọn một trong hai, ông phải chọn đây là nước nè, nước như vậy nè, một trong hai phải chọn. Bây giờ hả, trồng bưởi thì phải bỏ dừa, trồng dừa phải bỏ bưởi. Còn nếu mà trồng chen đó thì phải hạ nước xuống khoảng 4-5 tấc. 4-5 tấc đó ông phải dùng tưới phun hoặc là ông tưới ống, ông tưới dùng tưới, ông không được nâng nước lên thì hai cây nó cùng nhau sống. Mà đã ông sợ cực ông mới trồng cây dừa, thì nếu mà ông giữ mật độ vậy thì ông đốn dừa ông bỏ đi, ông trồng bưởi, đúng không? Ông đốn dừa ông bỏ đi thì đừng ông trồng bưởi, mắc chứng gì bây giờ trồng cây bưởi cây dừa, cây bưởi cây dừa vô. Bây giờ dừa thì phải tưới mà bưởi cũng phải tưới,
mà dừa thì năng suất không cao bằng bưởi, mà phải trồng cây dừa cây bưởi, thay vì ông trồng hết vườn bưởi đi ông trồng. Tôi nói chỗ này đồng ý không? Thành ra làm ăn bây giờ ông chọn, ông không có khả năng chăm sóc, ông trồng cây dừa, là cây dừa là cây làm biếng, xiên làm biếng nghỉ, đúng không? Dạ. Còn bây giờ cây bưởi nó nhu cầu ông là xịt thuốc dẻ bùa, rồi là xịt thuốc bệnh, mà ông không xịt là nó hư. Thì cái ngay cái điểm này, ông có khả năng ông chăm sóc bưởi thì ông đốn dừa ông bỏ đi, chứ mắc chứng gì trồng cây bưởi cây dừa rồi cho nó buồn phiền mình, đồng ý không? Thành ra từ cái chỗ đó, nếu mà ông không có khả năng thì ông trồng dừa đi, ông bỏ sắp. Nói chung tháng ông chăm sóc chừng bữa hay bữa, còn hái cây bưởi thì nó khác, kinh tế nó cao thì rõ ràng nó hai cái nó đối nghịch. Cây bưởi thì nó sợ nước ngập, cây bờ dừa thì nó thích nước giữ ẩm, mà bây giờ hai cái này nó đối nghịch nhau. Ông muốn được cả hai thì ông phải cực, thì cực thì thay vì tại sao không trồng hết vườn bưởi mà đi trồng cây bưởi cây dừa, trồng vậy một lát để dừa nó ăn trộm qua, nó lén ăn trộm qua, rồi á tưới nó ăn qua ăn lại, rồi lát cây bưởi nó si. Cây bưởi nằm trong trong cây dừa không bao giờ ăn bệnh. Sự thật ở Tân Mỹ Chánh nè, tôi ở sông Bình nhưng mà ở Tân Mỹ Chánh vô là tương lai sau này phải đốn bưởi, ăn không bao giờ bệnh, nằm trong vườn dừa. Rồi một trong hai phải chọn, giờ chọn bưởi hay chọn dừa. Một lát khi mà mình đốn cây xuống rồi á, nó thưa rỉnh nè. Đốn dừa lấy bưởi thì nó cũng thưa, mà đốn bưởi lấy dừa nó cũng thưa nữa. Tại vì cái kích thước nó 5m rưỡi, 6m, bây giờ mình trồng tới 7m, 8m, mình chen vô cây ở giữa rồi đất hả, đốn cây nào ra nó cũng thưa. Rồi vậy là anh Tý anh cũng đã chia sẻ cho các anh chị em đều biết nha. Làm cực em chứ còn sự thật ra nếu mà trồng cây dừa mà nói về bệnh á, thì mình đi ra ngoài á, nó giống như cây lúa vậy đó, ra ngoài cái tiệm mà vật tư nông nghiệp đó hỏi, giả sử như là bây giờ bị bệnh nấm, ba nấm trắng nào đó là như thế nào, thì lúa hoặc là ba cái thuốc mà trừ sâu mà để diệt ba bọ cánh cứng nè, bọ cánh cứng rất là dễ, xịt cái thứ gì chúng cũng chết hết đó, karate hay là sẹt vít hay là mấy cái thứ mà cao cấp nữa cũng chết nữa. Xịt bình hay tôi thì bình 16 lít mà tôi đổ 20 không, mà tôi xịt chừng 40c chết ráo, không có con nào sống. Thì nó là rất là dễ, quan trọng nhất là mình có xịt hay không, nó dễ chứ nó không có khó. Thôi cũng xin cảm ơn anh Tý rất nhiều đã chia sẻ cho các anh chị em trên cộng đồng mạng và cả toàn thế giới đều biết về cái mô hình trồng dừa Mỏ Lai. Thì cũng cảm ơn tất cả các vị mà xem cái clip của bạn Trường, của em Trường này, thì thật sự ra rất là cảm ơn các vị xem. Nhưng mà nếu mà mình có khả năng á thì mình nên làm, còn nếu mình không có khả năng thì mình không nên làm. Bởi vì sao? Lựa chọn cái nguồn giống, cái kinh tế đó, thì hiện nay cái thứ gì nó cũng có hiệu quả nhưng mà nó đòi hỏi sự chăm sóc. Còn nhiều khi mình thấy cái sở thích, mình thấy vậy chứ là một lát nữa mình nản, mình ở núi này trong núi kia một lát mình khổ. Tôi thì sự thật ra trước đây tôi cũng đốn, tôi cũng làm hai ba thứ, nhưng mà cuối cùng rồi cái khả năng của mình có cái giới hạn thôi. Thành ra cái cây dừa là cái cây ổn định cho mình không đói thôi, chứ còn làm giàu thì ở cái vùng đất mà nhiều, chứ những kình năm ba công không thể làm giàu được, chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Làm giàu là ở những cái vùng đất mà có đất mẫu thì mới có thể làm giàu được. Còn mình ở đây mà chừng về ba công thì sống đủ ăn đủ mặc thôi, không đói, bảo đảm cắt dừa rồi ba bữa năm bữa ra là có dừa cắt nữa, thì nó đói nó không đói thôi. Chứ làm giàu thì nói xin lỗi khó lắm, cây dừa khó làm giàu. Như tôi ở đây thì nhiều khi một năm cũng kiếm về 300 triệu rồi, thì ăn xài cũng hết đơn thôi, chứ giàu
làm giàu là không thể làm giàu được. Thành ra mình nếu mà ổn định kinh tế thì mình lựa chọn, nếu mà có điều kiện nên trồng bưởi, nên trồng thanh long. À, bưởi thanh long nó trúng như là trúng đặc biệt vậy đó. Còn dừa thì tháng 5-3 triệu, 5-10 triệu thôi đủ ăn đủ mặc à, không có thể dư được đâu, nhiều đâu. Nhưng mà theo như nghĩ cái mô hình trồng dừa nó đủ ăn đủ mặc, nhưng mà cái độ lâu bền nó có, cái lâu dài nó có chứ. Mà thanh long nói chung là cũng hên xui đấy rồi. Cái thanh long á, cái bưởi thì không nói, nhưng mà cái thanh long bây giờ nó là hên xui. Bưởi nó cũng vậy thôi. Còn nhưng cái... mà cái thằng này đó nó ổn định, tôi dạ, bảo đảm. Thì dừa nó các ổn định. Các vị trồng được chừng 5 công không đói. Dạ, dừa thì nó giữ mức ổn định. Sự thật ra tháng nắng này chừng 13 14 ngày cắt, 15 ngày cắt một cử. Nó cắt mau như vậy đó. Có nghĩa một tháng là cắt 2 đợt. Mùa mưa thì 20 23 25 ngày. Còn mùa nắng này là 15 ngày cắt, 13 ngày cắt rồi nó thiếu nó lại nó cắt thôi. Nó không bao giờ mà đủ cung cấp. Thì rõ ràng là chỉ cần 5 ngày sau thôi ra vườn là đã có cắt được nạo dừa, nó đã bán được thì chừng 5-30 là kiếm được chừng 1-20 kg gạo rồi, sống được rồi. 5 công là không bao giờ đói. Nhưng mà quan trọng là mình có uyển chuyển mình làm được không. Chứ còn so với mà làm mà giao cho trời rồi thì thua. Có vườn ở đây chăm sóc rất hiệu quả, không phải ngay vườn tôi, những vườn khác rất hiệu quả, còn có vườn không hiệu quả. Do cái đó là do mình quản lý, mình chăm sóc. Nhưng mà tôi khuyên các vị đó, nếu mà trồng dừa đó, đừng nên mua phân mà mua phân kép. Mua phân kép là gì? 16, 16, 8 hay là 30, 20, 10 hoặc là 20, 20 vậy đó. Đừng có nên mua những cái thứ phân đó. Bởi vì tại sao? Thứ nhất, kinh tế mình thu nhập thấp, mình nên chọn phân đơn, nó rẻ, nó hiệu quả. Hai nữa, những cái phân đó nó đôi khi nó kém chất lượng, nó hư một lứa dừa mình. Hạ kém chất lượng là hư, hư nguyên một lứa luôn, chứ không phải nó hư là tại vì nó nhạy cảm phải cho ăn, thành ra nó hư nguyên một lứa dừa của mình. Còn tôi thì tôi rải phân đơn lân, kali, ure, tôi pha cái tỷ lệ mà tỷ lệ tôi quản lý được. Như thiếu đạm tôi tăng đạm, còn nếu mà đủ đạm rồi thì tôi nên tăng lân, tăng kali lên. Mà để cái tháng mưa nó đủ đạm rồi thì tôi nên tăng cái mức độ đó lên để cho nó giữ cái độ ngọt, thì tôi làm được. Còn cái phân mà trộn sẵn á, phân kép á, thì cái quy định nó xuống là vậy à, mình không có điều chỉnh được. Thành ra các vị nên trồng trồng dừa đó thì mình ra vườn mình trước khi để phân, mình nên dòm cây dừa mình coi nó thiếu cái gì để mà mình tăng cường cho nó. Thành ra rải phân đơn nó rẻ nữa. Hiện nay ure với kali đó chưa đầy 400 ngàn một bao, chưa đầy 400. Lân thì cũng chưa đầy 200 ngàn. Thì mình chọn lại. Chọn thì tôi bây giờ cũng không có, tôi nói theo cái sự hiểu biết của tôi thôi, chứ không phải là theo khoa học. Thì tôi không có cân ký, mà tôi lường. Giả sử tôi lường 6 thao ure, 4 thao lân, 2 thao kali. Mùa nắng này thì tôi giật lại còn con thao rưỡi hoặc là cứng một thao kali thôi. Tại vì mùa nắng là nó đủ điều kiện cho cái trái dừa nó ngọt. Mùa mưa thì tôi tăng lên một chút cho nó hai thao, thành ra mùa nắng này có khoảng một thao rưỡi tới một thao tới thao rưỡi kali thôi. Tại vì cái khối lượng tịnh á, lân với kali nó nặng hơn ure, thành ra các vị cân ký nó không có phù hợp. Nhưng mà tôi thì rải số lượng nhiều tôi biết. Giả sử bao ure tôi đổ ra, bao lân tôi chừa lại khoảng chừng 7 kg, 8 kg là tôi chừa lại. Còn kali thì tôi banh ra rồi thì tôi đổ tráng trên mặt vừa phả ra khoảng chừng cái đó khoảng chừng chục ký ngoài à. Ngoài chục ký à. Thì ngoài chục ký thì cho một bao ure. Ở mùa nắng này tôi rải như vậy, thành ra nói chung là trái dừa nó vẫn bình thường, nó có lớn một chút.
nhưng mà nước thì ổn định thôi chứ không ngon lắm. Nếu mà các vị muốn cho nước ngọt, tăng kali lên. Tăng kali thì trái nó không có đẹp lắm, trái nó không bự. Thành ra cái sự nhu cầu của cái người mua với khách hàng của mình đó thì thích bự nè, thích ngọt nè, phải không? Thích rẻ cái gì cũng thích, nhưng mà nó có cái giới hạn nó thôi. Bây giờ hả, ông muốn ngọt thì trái nó hơi nhỏ một chút, ông muốn trái đẹp, trái bự thì nó ngọt nó không nhiều bằng trái nhỏ, vậy thôi. Thành ra cái nào nó cũng phải có cái giới hạn của nó thôi. Thì theo cái người nông, cái nghề nông tôi tự hiểu biết, chứ sự thật ra tôi cảm nhận thôi, chứ tôi cũng chả có đi họp là bên phía nông, rồi chả có đi họp bên Việt Gáp, rồi nói chung tôi không có đi họp. Nhưng mà tôi điều hành cái phân đơn, tôi điều hành được cái dừa tôi thiếu cái gì tôi tăng cường nó. Còn các vị mà rải phân kép vô rồi không thể mà điều hành được, bởi vì nó đã pha vậy rồi, 16 16 8 nó y như vậy rồi. Muốn tăng kali, muốn bớt kali, hoặc là muốn tăng đạm, tăng ure, bớt ure đạm đi, không có tăng bớt được. Với hai nữa nó mắc, mà mình kinh tế thu nhập cây dừa nó không cao. Thành ra tôi khuyên nên để phân đơn. Mà hai nữa, phân đơn này đó nó có kém chất lượng một mặt thì mình cũng còn hai mặt kia. Còn mà phân kép mà kém chất lượng là nguyên cái, tôi bỏ vô tô khoảng chừng 2 3 nắm như này, tôi đổ nước vô, tôi kiểm tra, ok rồi tôi mua 3 4 bao là về tôi rải để tôi bỏ đất. Còn ngoài ra, ngoài cái bồi rồi là chỉ có sử dụng cái phân mà phân đơn thôi. Ồ thôi vậy này cũng em cảm ơn anh Tý nha, rất nhiều. Rồi cảm ơn các vị. Nói chung là tôi thì sự thật ra, nói chung về cái học thức tôi không có cao. Thành ra nói về hiểu biết cái nghề nhà nông đó, tôi làm đơn giản có sao tôi nói vậy thôi. Chứ còn không có đi họp Việt Gáp hay là bên phía nông đâu, nói chung là từ trước giờ tôi không đi. Thành ra rút kinh nghiệm từ ở cây dừa, mà cảm nhận từ cái thất bại của mình, rồi mình làm theo cái kinh nghiệm của bản thân thôi. Thành ra sự thật ra thì nếu mà nói về mà trí thức đó, thì tôi cái chỗ phần đó là không ok. Có sao nói vậy thôi, nói vậy mà đó. Cái kinh nghiệm thôi, quan trọng là kinh nghiệm thôi. Rồi xin chào. Rồi vậy em xin phép anh Tý về luôn Tý ơi. Đây là buồng dừa anh Tý làm giống các bạn. Thôi đời nãy em muốn trái rồi còn